Chào mừng các bạn đã đến với video của Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thay đổi văn hóa đáng chú ý tại Mỹ trong những năm gần đây, những biến động mang lại sự đa dạng và phong phú cho xã hội này. Đầu tiên là sự đa dạng về chủng tộc đang lên ngôi. Mỹ ngày càng trở nên đa dạng với sự xuất hiện và tăng cường của nhiều cộng đồng và nhóm dân cư. Ngoài những người gốc Mỹ, người da trắng, còn có người Mỹ gốc Phi, gốc Á, người Mỹ gốc Latin, người Mỹ gốc Trung Đông, người Mỹ gốc Châu Âu, hay những người di dân và tị nạn. Sự đa dạng này tạo ra một môi trường phong phú với sự hòa quyện của các nền văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống khác nhau. Các cộng đồng thường đóng góp tích cực vào nền kinh tế Mỹ. Họ thường làm việc trong những ngành nghề đa dạng và đóng góp vào sự sáng tạo, phát triển của kinh tế. Thứ hai, công nghệ ngày nay đối với lối sống của người dân Mỹ. Trong những năm gần đây, công nghệ và môi trường số đang tạo ra những thay đổi lớn trong cách mọi người tương tác. Một số cách công nghệ và môi trường số hình thành nên lối sống hiện đại tại Mỹ như là mua sắm trực tuyến. Sự phát triển của nền tảng thương mại điện tử đã làm thay đổi thói quen mua sắm, với ngày càng nhiều người ưa chuộng việc mua sắm trực tuyến. Điều này ảnh hưởng đến sự kinh doanh của cửa hàng truyền thống. Hay là giải trí kỹ thuật số. Sự xuất hiện của các dịch vụ streaming và nền tảng âm nhạc kỹ thuật số cũng đã làm thay đổi cách người Mỹ tiêu thụ giải trí. Cuối cùng là tương tác xã hội. Mạng xã hội và truyền thông xã hội cũng đã tạo nên sự kết nối toàn cầu và thay đổi cách mọi người tương tác với nhau. Thứ ba là về thách thức và tiến triển trong cộng đồng LGBT. Xem xét sự tiến triển và những thách thức mà cộng đồng LGBT đang trải qua tại Mỹ. Vào năm 2015, Tòa án tối cao Mỹ đã quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên toàn quốc, mở đường cho quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của cặp đôi LGBT. Cùng theo đó là sự nổi tiếng của nghệ sĩ và người nổi tiếng LGBT cũng đã góp phần vào việc làm thay đổi hình ảnh và giảm bớt định kiến xã hội. Một số tiểu bang và các địa phương đã đưa ra những quy định bảo vệ pháp lý cho người LGBT, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi kỳ thị và quấy rối. Mặc dù vẫn còn những thách thức, nhưng những tiến triển trên cũng đã mở ra những cánh cửa mới cho cộng đồng LGBT tại Mỹ, đặt ra các thách thức và cơ hội trong việc đối diện với các vấn đề xã hội và pháp lý. Thứ tư là về nền văn hóa ẩm thực, sự hòa quyện của các mảng sắc màu. Với những thay đổi trong văn hóa ẩm thực của Mỹ, thường phản ánh sự hòa quyện của các nền văn hóa khác nhau. Và trong những năm gần đây thì ẩm thực Mỹ đã chứng kiến sự đổi mới và phát triển đáng kể. Sự tăng cường văn hóa ẩm thực đã đi đến sự đa dạng hơn trong việc trải nghiệm các món ăn từ các nền văn hóa khác nhau. Sự tiện lợi của đặt hàng trực tuyến và các ứng dụng giao hàng đã thúc đẩy mô hình kinh doanh mới trong ngành ẩm thực. Nhà hàng và dịch vụ giao hàng đang tận dụng công nghệ để phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Thực phẩm chay thì ngày càng được nhiều người ưa chuộng trong chế độ ăn chay hoặc là giảm thịt. Điều này thúc đẩy sự đổi mới trong việc tạo ra các món ăn chay sáng tạo và ngon miệng. Hay là thực phẩm fusion, xu hướng kết hợp các yếu tố từ nhiều nền ẩm thực khác nhau để tạo ra những món ăn độc đáo và phong cách. Cuối cùng là văn hóa pop và ảnh hưởng toàn cầu. Văn hóa pop Mỹ, từ âm nhạc cho đến phim ảnh, đã trở thành một yếu tố quan trọng trong ảnh hưởng văn hóa toàn cầu. Phong cách âm nhạc nhịp nhàng và trữ tình của người Mỹ gốc Phi đã có ảnh hưởng sâu sắc đến đại diện cho âm nhạc Mỹ, tạo nên sự đặc trưng riêng biệt so với âm nhạc truyền thống của châu Âu. Các yếu tố từ âm nhạc dân gian như blues đã được tích hợp và chuyển đổi thành các thể loại âm nhạc phổ biến với sự công nhận toàn cầu, như là jazz, một thể loại âm nhạc quan trọng, đã phát triển từ những sáng tạo của những nhạc sĩ vĩ đại như Louis Armstrong và Duke Ellington vào đầu thế kỷ 20. Sự phát triển mới mẻ cho âm nhạc Mỹ bao gồm hip hop và nhạc house. Các ngôi sao pop nổi tiếng của Mỹ như là Elvis Presley, Michael Jackson, Madonna đã đạt được độ nổi tiếng toàn cầu. Nghệ sĩ âm nhạc đương đại như Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry, Rihanna và Beyoncé tiếp tục làm nổi bật lên tên tuổi của mình. Hollywood nằm tại quận phía bắc của Los Angeles, California, là một trung tâm quan trọng trong ngành sản xuất phim. Và từ những ngày đầu thế kỷ 20, ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đã chủ yếu tập trung và phát triển xung quanh Hollywood. Mặc dù trong thế kỷ 21, ngày càng nhiều bộ phim được sản xuất ở các địa điểm khác và công ty phim đối mặt với sự cạnh tranh từ xu hướng toàn cầu hóa, Hollywood vẫn giữ vững tầm quan trọng và là biểu tượng không thể thiếu trong ngành điện ảnh thế giới, đồng thời là niềm tự hào của ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Cuộc sống và văn hóa tại Mỹ đang ngày càng thú vị và đa dạng.
hãy cùng tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Mỹ trong những video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những nội dung thú vị khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.